cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn vận đấu trong vòng thiếu thứ tư của giải cờ tướng giai cấp biên tái năm 2020, khi mà bên đỏ đi tiên là danh thủ vương thứ nhất, chiến thần của làng cờ tướng Trung Hoa, và người cầm bên đen là danh thủ kim ba. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.将军，吃。吃。吃。吃。吃。
Và tiếp theo sau phần trên đến từ bên đỏ của vương. Trong bối cảnh trên, bên này là bốn cờ xin thua. Trong cờ kém quân và cũng kém thế, các bạn thấy ngay đánh tiếp có thu dây về để phòng thủ, lập tức bị bên đỏ cho thoái mã về để cấp tốt ngay. Hình cờ tấn công quá mạnh dành cho bên tiên của vương. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.